Chào mừng các bạn đã đến với bản tin chiều ngày 16 tháng 8. Ngoại hạng Anh đã quay trở lại với vòng đấu đầu tiên, kèm theo đó là loạt trận khai màn mùa giải ở khắp các giải đấu lớn châu Âu. Các đội bóng cũng đã có cho mình những bước chạy đà tốt nhất để hướng đến mục tiêu trong mùa bóng năm nay. Họ đã chuẩn bị những gì và đến đâu? Tất cả những câu chuyện trên sẽ có mặt trong bản tin chiều này. Cùng khai vị với chúng tôi bằng loạt tin vắn sau đây. Theo nguồn tin từ Fabrizio Romano, tiền vệ kỳ cựu Andros Townsend hiện đang thu hút được rất nhiều lời đề nghị sau khi rời Everton dưới dạng chuyển nhượng tự do vào tháng 6 vừa qua. Một số câu lạc bộ ở giải MLS cũng như giải Ả Rập Xê Út đã tiếp cận chơi chạy cánh 32 tuổi. Và giành được một số lợi thế nhất định. Thế nhưng Thausen tạm thời vẫn muốn ở lại Anh thi đấu thêm ít nhất một năm đỉnh cao nữa. Trong mùa giải năm ngoái, Thausen đã gặp một chấn thương đầu gối cực kỳ nặng và phải ngồi ngoài gần như hết mùa giải nên không thể hiện được gì. Gã khổng lồ của bóng đá Ả Rập Xê Út là Anhila đã đưa ra một lời đề nghị nghiêm túc đối với thủ thành Bruno, hiện đang thuộc bên chế của Sevilla. Những cuộc đàm phán đã diễn ra với tốc độ chóng mặt và những chi tiết cuối cùng của hợp đồng cũng đã được thống nhất. Mức phí sau cùng rơi vào khoảng 18 đến 19 triệu euro. Phía Bayern đã rời khỏi cuộc so giá vì họ tin rằng Anhila đã đưa ra một con số cao hơn đáng kể. Được biết, phía Anhila đã gặp mặt trực tiếp đại diện của tuyển thủ người Maroc và đưa ra lời đề nghị kéo dài 3 năm kèm mức lương lên đến 15 triệu euro mỗi mùa, theo như nguồn tin từ phóng viên Hanif Bekane từ Le Quip. Theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, tài năng trẻ David Washington đã chính thức ký hợp đồng với Chelsea sau khi hoàn thành bài kiểm tra y tế thành công. Để có được cái gật đầu của Santos, đội chủ sân Stamford Bridge đã phải bỏ ra đến 16 triệu euro, cộng kèm với 4 triệu euro phụ phí cho cầu thủ sinh năm 2005. Một số nguồn tin khác cho rằng David sẽ được tập luyện trong một khoảng thời gian ngắn ở Chelsea dưới tầm quan sát của huấn luyện viên Pochettino trước khi chuyển sang Strasbourg dưới dạng cho mượn. Trong trận đấu giữa Atlético Madrid và Granada vào ngày hôm qua, đại diện thành Madrid giành chiến thắng với tỷ số 3-1. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như các cổ động viên của Roji Blancos liên tục xỉ vả tiền đạo Joao Felix. Một vài người đã đứng ra bênh vực anh, nhưng hầu hết trong số họ lại một lần nữa quay lưng với tuyển thủ người Bồ Đào Nha. Khi hai đội chọn thực hiện nghi lễ 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ về một cổ động viên của đội nhà vừa mới qua đời, thì Felix lại chọn cách lùi một góc về sau và chỉ bấm điện thoại. Đây là một hành động mang tính chất khiêu khích và đáng xấu hổ xét trên góc nhìn của các cổ động viên Roji Blancos, nhất là khi huấn luyện viên Diego Simeone đã bật đèn xanh cho anh quay trở lại đội bóng với việc điền Felix vào danh sách đăng ký trong trận đấu vừa qua. Nhà báo Sacha Tavolieri tiết lộ rằng đã có những cuộc đàm phán giữa chân chạy cánh Yannick Carrasco và Al-Sabat ở giải Ả Rập Xê Út. Đại diện vùng vịnh đã quay trở lại với Carrasco sau khi thất bại trong một vài lần quan tâm từ đầu hè. Lần này họ đã mang đến cho tuyển thủ người Bỉ một bản hợp đồng kéo dài trong 3 năm với mức lương không được tiết lộ. Song con số mà Al-Sabat đưa ra là đủ hấp dẫn để khiến cầu thủ đang thuộc biên chế Atlético Madrid phải suy nghĩ. Vấn đề lớn nhất còn lại bây giờ chính là làm sao Al-Sabat có thể thuyết phục đội bóng chủ quản của Carrasco khi mà đại diện thành Madrid hoàn toàn có thể thét giá cao trong thương vụ trên, nhất là khi họ cũng không nhất thiết phải bán anh. Song song với lời đề nghị trên, Atlético Madrid vẫn còn giữ liên hệ với Barcelona, vì thế nên chuyện Carrasco sang đội bóng xứ Catalan chưa hoàn toàn khép lại. Sau khi thất bại trong lần đề nghị đầu tiên, Anat dự kiến sẽ nâng mức lương trong lần chào mời lần này đối với trung vệ Aymeric Laporte. Hiện vẫn chưa có bất kỳ lời đề nghị chính thức nào được diễn ra, nhưng những cuộc đàm phán không chính thức đã diễn ra tương đối sôi nổi. Phía Manchester City sẵn sàng bật đèn xanh trong thương vụ trên. Nếu Anas có thể thuyết phục được tuyển thủ Tây Ban Nha, anh sẽ ngay lập tức chuyển đến chơi cho đại gia vùng vịnh ngay trong mùa giải tới đây. Theo nhà báo Fabrizio Romano, vừa có một dòng tweet chia sẻ rằng Aston Villa đang lên kế hoạch chiêu mộ thêm một nhà vô địch World Cup nữa. Người được huấn luyện viên Unai Emery nhắm đến là Marcos Acuña, hiện đang thuộc biên chế của Sevilla. Đội chủ sân Villa Park vẫn chưa thống nhất được mức phí với câu lạc bộ miền Nam Tây Ban Nha. Một lợi thế của họ trong thương vụ này chính là việc cầu thủ 31 tuổi rất mong muốn trải nghiệm không khí bóng đá ở Premier League. Ở chiều ngược lại, Lucas Digne có thể rời Aston Villa ngay trong vài ngày tới. Một vài đội bóng ở Ả Rập Xê Út và hai đội bóng châu Âu khác đang lên kế hoạch sở hữu cựu cầu thủ của Barcelona. Về phần thương vụ Zaniolo, không có gì bất thường diễn ra và cầu thủ sinh năm 1999 sẽ đến trong ngày hôm nay. Tờ Bill trong sáng nay đã tiết lộ rằng chấn thương của Neuer có thể nặng hơn dự kiến. Hiện tại không một ai ở Bayern có thể dự đoán được khi nào và liệu rằng Manuel Neuer có trở lại được với phong độ đỉnh cao trước đó hay không. Đã bắt đầu có những tiếng rầm rì trong nội bộ đội bóng rằng Bayern nên tìm một thủ môn số 1 khác. Một số cái tên như Mike Maignan hay Diego Costa đều đang nằm trong tầm ngắm của ba lãnh đạo đội bóng. Thế nhưng Bayern vẫn chưa có những động thái quyết liệt nào. Một phần là vì họ muốn tôn trọng cá nhân Neuer, phần nữa là vì họ muốn đảm bảo uy thế của một đội trưởng trong câu lạc bộ. Steven Ortega cũng là lựa chọn khả dĩ đối với Bayern lúc này. Đội bóng nước Đức hiểu rằng Pep đang cố gắng bảo vệ Steven Ortega như cái cách mà ông đã làm với Kyle Walker. Vì thế nên họ chỉ cần cựu thủ thành của Bielefeld dưới dạng cho mượn cho một mùa giải là đủ. Tiền đạo Folarin Balogun chính là cái tên gây ra sự tranh cãi nhất đối với các fan của Arsenal trong suốt mùa hè vừa qua. Sau một mùa giải tỏa sáng rực rỡ dưới màu áo của Reims, Balogun đã trở lại sân Emirates với một tuyên bố đanh thép rằng bản thân sẽ không quay về Anh chỉ để đóng vai trò dự bị, nếu không thể đáp ứng được, anh sẽ rời đội bóng. Arsenal còn trong tay hai tiền đạo là Gabriel Jesus và Nketiah, và Balogun gần như sẽ trở thành người thừa. Trước viễn cảnh đó, một giải pháp bán Balogun đã được tính đến. The Gunners mong muốn có thể thu về 40 đến 50 triệu euro trong thương vụ này. The Daily Mail tiết lộ rằng Monaco dự kiến sẽ gửi một lời đề nghị mới trị giá lên đến 63 triệu đô la sau khi mức giá ban đầu mà đội bóng Công Quốc đưa ra được cho là không đủ thuyết phục Arsenal. AS Monaco đã có khoản tiền chuyển nhượng tương đối đáng kể sau khi bán đi trung vệ Arsène Disasi. Giờ đây họ đang tính đến việc nâng cấp hàng công khi mà chân sút chủ lực Ben Yedder đã bước sang tuổi 33. Theo nguồn tin độc quyền từ nhà báo Sacha Tavolieri, chuyên bóng đá Bỉ, chân chạy cánh Jeremy Doku đã đồng ý các điều khoản cá nhân về việc gia nhập Man City. Phía tờ Citizen đã đưa ra một lời đề nghị kéo dài 5 năm kèm mức lương chưa được tiết lộ. Và tuyển thủ người Bỉ đã nhanh chóng đồng ý với nhà đương kim vô địch Champions League. Cầu thủ sinh năm 2002 cũng đã có những cuộc trò chuyện đầu tiên với huấn luyện viên Pep Guardiola, và đây chính là chất xúc tác khiến cho Doku đồng ý gia nhập nửa xanh thành Manchester. Nhanh đến vậy. Lời đề nghị đầu tiên từ phía Manchester City đã được gửi đến Rennes vào khoảng cuối tuần trước, nhưng dường như đã bị đội bóng nước Pháp từ chối. Rennes thẳng thắn đưa ra yêu cầu rằng họ muốn tối thiểu 55 triệu euro mới nhả người. Ngoài ra, West Ham cũng đang cố gắng nẫng tay trên trước đoàn quân của ông Pep Guardiola, song dự định này có vẻ sẽ bất thành khi Jeremy Doku tuyên bố rằng bản thân chỉ muốn sang Manchester City thi đấu. Mới đây, nhà báo Sacha Tavolieri đã tiết lộ nguyên nhân tại sao mà Romeo Lavia lại chọn Chelsea mà không phải Liverpool. Tiền vệ người Bỉ cảm thấy rằng Liverpool dường như luôn cố chơi chiều với mình chứ không thực lòng muốn Lavia thi đấu tại Anfield từ mùa giải năm sau. Lavia đã từng ở Southampton và đợi The Klopp đến đặt giá, nhưng anh cảm thấy nửa đỏ vùng Merseyside không xem anh là mục tiêu số 1. Một trong những tín hiệu dễ nhận thấy nhất rằng khi đang đàm phán chiêu mộ Lavia, Liverpool còn thực hiện nhiều cuộc đàm phán khác. Mặt khác, Chelsea luôn cho thấy sự kiên định của mình từ lúc tiếp cận cho đến khi kết thúc thương vụ. Họ nói lời và giữ lấy lời, điều này đã khiến tuyển thủ người Bỉ có thêm niềm tin và vững tin vào nó. Liverpool gần như đã tốn quá nhiều thời gian trong việc giữ một mức giá thấp và kỳ vọng rằng đội chủ sân St. Mary sẽ nhả người trong thời gian quá dài. Việc huấn luyện viên Thomas Tuchel yêu cầu sự có mặt của tiền vệ phòng ngự thuần không chỉ gây sự khó chịu đến từ ban lãnh đạo đội bóng mà còn đang ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực đối với những thành viên trong đội, nhất là đối với Joshua Kimmich. Tuyển thủ người Đức tự nhận mình rất thích hợp cho vị trí số 6, thế nhưng Tuchel lại quả quyết rằng Kimmich chỉ nên đá như một số 8 mang thiên hướng tấn công. Tính đến thời điểm hiện tại, cầu thủ từng có thời gian thi đấu tại Stuttgart đang không đạt được phong độ cao nhất kể từ khi ông Tuchel tiếp quản chiếc ghế thuyền trưởng của đội bóng xứ Bavaria. Anh thậm chí còn tỏ ra hay mắc lỗi và mất tập trung trong việc phòng ngự. Nhà báo Anton Belli đã tiết lộ rằng trong những cuộc trò chuyện ở nội bộ đội bóng, cựu huấn luyện viên Chelsea đã buộc tội Kimmich chính là tác nhân khiến cho Bayern không thể thi đấu nhanh được như ông dự kiến. Phía tiền vệ sinh năm 1995 vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, anh hiện vẫn tôn trọng ông thầy của mình. Song nguồn tin từ Bill cho rằng việc liên tục cứ lặp đi lặp lại những chỉ trích càng làm cho Kimmich mất tự tin. Đầu mùa hè này, Luka Modric khước từ một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út để ở lại Real Madrid. Tuyển thủ người Croatia đã ký một hợp đồng mới tại câu lạc bộ, mặc dù anh đã bị Carlo Ancelotti buộc phải đóng vai trò dự bị. Theo báo cáo của Mundo Deportivo, Modric không hài lòng với vị trí hiện tại ở đội 1 Real Madrid. Cầu thủ 37 tuổi này thường xuyên đá chính ở mùa giải trước và anh ấy dự đoán sẽ đóng một vai trò tương tự trong chiến dịch này. Nhưng có vẻ như điều đó sẽ không xảy ra. Aurier Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde và Jude Bellingham đều đang xếp trên Modric trong thứ tự ra sân ở Real Madrid năm nay. Và Modric cũng chỉ có mặt trên sân vài phút trong chiến thắng của Real Madrid trước Athletic Club hôm thứ Bảy. Ancelotti rõ ràng rất muốn sử dụng các thủ trẻ của mình ở giai đoạn này, đồng nghĩa với việc Modric và Toni Kroos sẽ bị giảm vai trò trong đội hình. Tuy nhiên, sự bất mãn trên sẽ sớm kết thúc nếu như tuyển thủ Croatia trở lại đội hình ra sân vào vài ngày tới. Như chúng ta cũng đã biết thì Neymar cũng vừa mới tiết lộ nguyên nhân mà anh rời Paris Saint-Germain để đến với Ả Rập Xê Út chơi bóng. Tuyển thủ người Brazil cho rằng có những thứ còn quan trọng hơn tiền bạc và việc chuyển đến Trung Đông chơi bóng sẽ thúc đẩy anh trở thành một cầu thủ toàn cầu hơn là một mẫu cầu thủ xuất sắc. Anh cho rằng bản thân đã đạt được đủ nhiều thành tựu ở châu Âu nên việc chinh phục những thứ khác là điều dễ hiểu. Neymar cũng không quen dành những lời có cánh dành cho giải đấu mới của mình. Tôi đã sẵn sàng để viết nên một câu chuyện bóng đá mới. Và Ả Rập Xê Út chính là nguồn năng lượng và giải đấu cũng có đủ những cầu thủ chất lượng để tiếp thêm cảm hứng cho anh. Một vài nguồn tin cho rằng Anhila đã phải bỏ ra đến 80 triệu bảng để thuyết phục Paris Saint-Germain nhà người. Một số tờ báo khác cũng tiết lộ mức lương của Neymar nhận được ở đây rơi vào khoảng 150 triệu euro mỗi năm, chưa tính các khoản đến từ quảng cáo. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của buổi chiều hôm nay. Tất cả những tin tức hấp dẫn và đa chiều về thể thao sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên hệ thống kênh Bình Luận Viên Anh Quân. Bây giờ thì chúc các bạn một buổi tối an lành. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin ngày mai.